Kính chào ông bà mục sư Tông Quảng Nhiệm, kính chào quý hữu thánh và kính chào tất cả tôi con của Chúa đương nhóm lại thờ phượng Chúa với hữu thánh chúng tôi ở trên không gian mạng. Kính thưa quý hữu thánh, sáng nay tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều cho tôi được cùng với hữu thánh cùng học hỏi với lời Chúa trong chương trình học kinh thánh của chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học xuất Ai Cập ký ở đoạn 4. Trong suốt những tuần trước khi chúng ta học xuất Ai Cập ký từ đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 thì các tôi tớ của Chúa đã giảng giải chúng ta rất là nhiều điều bổ ích cho đời sống chức vụ của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học những lời lẽ của Chúa để dạy dỗ chúng ta. Và xin quý vị chúng ta cùng đứng lên để chúng ta đọc câu gốc. Tôi xin đọc câu gốc của buổi sáng hôm nay. Chúng ta cầu nguyện. Xin mời hội thánh. Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Xuất Ai Cập ký đoạn 4 câu 12. Xin quý hội thánh hiệp ý cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa là cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm vì Chúa đã yêu thương và nhắc là Chúa chọn lựa dạy dỗ chúng con. Lạy Chúa, buổi sáng hôm nay xin Chúa dùng lời của Chúa dạy dỗ chính mình con, dạy dỗ tất cả mọi anh em của chúng con, để chúng con thấy được rằng lời của Chúa luôn luôn bồi bổ tâm linh, bồi bổ đời sống thuộc linh của chúng con, để chúng con trở thành một người tốt, phục vụ tốt trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý hội thánh cùng ngồi. Kính thưa quý hội thánh, cách đây 2 tuần vào Chủ nhật ngày 6 tháng 8, ông mục sư Tông Quảng Nhiệm đã chia sẻ chúng ta suy diễn thuộc ký đoạn 3 với đề tài là Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se. Bài học đó là một bài học hết sức lớn cho chúng ta, bởi vì kêu gọi Môi-se để làm một cái chức vụ hết sức là trọng đại trong một cái dân sự, mà dân sự đó là dân tuyển của Chúa, nằm trong chương trình hoạch định của Chúa để cứu chuộc cả một loài người. Thì hôm nay chúng ta cùng học nhau, thì khi kêu gọi rồi, đó là mục vụ của Môi-se. Khi dĩ nhiên Chúa kêu gọi, giống như chính chúng ta là những người con cái của Chúa, khi Chúa kêu gọi chúng ta vào một mục vụ nào đó thì Chúa giao mục vụ cho chúng ta. Trong bài học của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ học là trong câu gốc của chúng ta đó, vậy bây giờ hãy đi. Mục vụ của Chúa giao cho Môi-se là gì? Trong kỳ trước, trong 2 tuần trước, ông mục sư Tông Quảng Nhiệm đã nói với chúng ta rõ cái điều đó, là giao cho ông phải đi tới Pharaoh để giải phóng dân tộc của Israel ra khỏi đời sống vô tù để về đất hứa. Thì đây là một vụ lớn. Và bây giờ Chúa giao nhiệm vụ trực tiếp là vậy bây giờ hãy đi, đi để làm công việc đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là qua những bài giảng trước và những cái chúng ta học đó, chúng ta thấy rằng là Môi-se là một cuộc đời hết sức là kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con người như vậy. Tất cả mọi con trai trẻ ra sân trong thời ông thì phải chết. Nhưng mà ông như thế nào? Ông là Chúa dự liệu cho ông được sống. Và ông được sống trong một cái hoàn cảnh như thế nào? Ông được sống trong hoàn cảnh vương giả. Ông được Đức Chúa Trời dạy dỗ ông trong tạo điều kiện cho trong 40 năm ở trong cung của Pharaoh. Để ông học gì? Ông học tất cả những văn minh, ông học tất cả những cái điều tốt đẹp của nền văn minh Ai Cập lúc đó. Sau đó, Chúa dạy ông như thế nào? Chúa tiếp tục dạy ông 40 năm nữa trong đồng vắng để ông thông thổ những đường đi, ông nước bước thời tiết để rồi chuẩn bị cho cái đời sống của ông, chức vụ của ông sau này. Cho nên 80 tuổi, sự học hỏi của ông 80 năm đó, 80 tuổi đó bắt đầu Chúa kêu gọi, sử dụng và trao cái mục vụ cho ông, trao nhiệm vụ cho ông. Nhưng mà khi mà Chúa kêu gọi đó, thì thưa quý vị, trong Kinh Thánh chúng ta thấy rõ đó, thì ông bắt đầu, ông đã, lúc này ông đã có những cái tự ti, có những cái nhục chí, ông muốn an phận thủ thường, ông không muốn nhận một cái trách nhiệm của Chúa giao nữa. Nhưng mà khi, cho đến khi, như tuần trước, ông kỳ trước ông mục sư Tổng Quảng Nhiệm nói, cho tới khi ông gặp Chúa ở trong bụi gai trái. Tuy nhiên khi được Chúa kêu gọi Môi-se vào một trọng trách đó, thì Joseph lại cho mình đó, là một cái kẻ mà trước đây đã có thất bại rồi. Cho nên ông không có dám tự tin để đảm nhận những cái công việc của mình nữa. Đức Chúa Trời muốn ông thoát ra khỏi cái tư tưởng đó. Cho nên từ một con người đó
Chúa bây giờ làm thế nào để ông có sự mạnh dạn lại để ông tiếp nhận của Chúa? 40 năm trước ông tự tin vào chính con người của ông. Ông thấy rằng là có một người áp bức dân tộc của ông. Ông tự tin sức lực của ông giết người đó đi. Và để đó rồi để làm gì? Nhưng ông thất bại ê chề. Đồng bào ông cũng chẳng binh vực ông. Ông phải trốn bỏ cung vàng điện ngọc để ông trốn vào đồng vắng. Thì bây giờ đến đã 80 tuổi rồi, tính tình ông đã nhu thuận rồi. Ông học hết tất cả những cái gì về thành công, về thất bại, về nhân tình thế thái, mọi thứ rồi. Thì bây giờ ông không còn ý sức riêng của mình. Chính lúc đó Đức Chúa Trời kêu gọi ông, giao cho ông một chức vụ. Và Đức Chúa Trời là khi đã ban như vậy đó, thì Đức Chúa Trời ban cho ông có một cái năng lực. Cái năng lực để làm gì? Cái năng lực để mà ông trở thành một người can đảm, một người đắc thắng. Chúng ta biết rằng là trong 40 năm tiếp tục của giai đoạn thứ hai của Môi-se đó, thì thưa quý vị, chúng ta biết rằng là từ một hoàng thân quốc thích ở trong cung Pharaon, bây giờ ông trở thành một người chăn chiên. Một người chăn chiên, thì bây giờ một người chăn chiên đó, thì rõ ràng rằng là có một cái mặc cảm như thế nào? Mặc cảm là mình một người yếu thế, mình không có đủ sức để với tất cả mọi cái. Nhưng mà Đức Chúa Trời như thế nào? Đức Chúa Trời hỏi, Đức Chúa Giê-hô-va phán rằng, trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng một cây gậy. Trong suốt Ai Cập tôi ký đoạn 4 câu 2 đó, ông chỉ có một cây gậy thôi, một cây gậy chăn chiên thôi, không có gì hết. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu muốn làm một nhà giải phóng, muốn làm một nhà cách mạng, muốn làm một điều lớn hơn cho quốc gia đại sự, thì nó phải có cái gì? Có lực lượng, có tài sản, có đủ thứ, có kinh tế, tài chánh, có quân lực, ví dụ như vậy. Nhưng không, ông chỉ có một cây gậy thôi. Thì Môi-se trở thành một, muốn có cái điều đó đó, thì ông chỉ có một cây gậy. Mà Chúa như thế nào? Chúng ta đã học bài học này, chúng ta thấy rằng Chúa chỉ sử dụng cây gậy của ông, là cây gậy để ông chăn chiên đó, để dùng cây gậy đó để mà dẫn dắt cả một dân sự, một sự việc lớn lên của Chúa. Cho nên khi chúng ta học việc Chúa cũng vậy, chúng ta biết rõ ràng một điểm rằng là con người của chúng ta không có gì hết. Anh em của chúng ta, giống như khi nãy ông mục sư làm chứng đó, có những anh em của chúng ta không có gì hết, đi học ở đây thì rất là khó khăn về tất cả mọi cái kiến thức, mọi cái học vấn. Nhưng mà khi Chúa sử dụng chúng ta, thì Chúa sử dụng chúng ta những cái gì chúng ta đương có, và Chúa ban thêm cái năng lực đó để làm được thành những cái điều của chúng ta. Thưa quý vị, nhưng mà Môi-se là sao? Môi-se liên tục từ chối khi mà Chúa trao cho một vụ đó. Lần thứ nhất ông từ chối như thế nào? Trong suốt Ai Cập tôi ký đoạn 3 câu 12 đó, thì ông từ chối là ông nói với Đức Chúa Trời rằng là tôi là ai mà dám đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Câu này nói lên cái yếm thế, cái tự ti mặc cảm của ông đứng trước một vị vua hùng mạnh của thời bấy giờ. Ông là ai mà ông có dám thể tới Pharaoh để ông thực hiện được cái mục vụ mà Chúa biểu tôi, là Chúa biểu con là con phải tới ông dắt, là con không được đâu, con là ai mà con đi làm cái điều đó. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Chúa nói cũng trong đoạn 3, ta sẽ ở cùng ngươi. Chúa nói một câu đó đó. Thì nếu chúng ta dâng hết đức tin của chúng ta mạnh với Chúa, thì khi Chúa đã hứa rằng là ta sẽ ở cùng ngươi, thì chúng ta sẵn sàng tới đây. Nhưng mà như thế nào? Lần thứ nhì Môi-se lại nói như thế nào? Lần thứ nhì đó thì ông từ chối với lý do dân sự sẽ không biết, ông không biết cái Đức Chúa Trời là ai. Nếu mà họ chất vấn ông thì ông cũng không trả lời được. Trong đoạn 3 cũng có nói, Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, này tôi sẽ đến dân Israel, nói cùng họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến các ngươi. Nếu họ hỏi tên Ngài là chi thì tôi biết nói với họ làm sao. Phải không? Tức là bây giờ ông từ chối một lần nữa. Một vụ Chúa giao đó, Chúa nói ta ở cùng ngươi. Nhưng ông nói bây giờ tôi tới mà tôi nói với họ, họ ở trong cái đất Ai Cập 400 năm rồi, bây giờ họ quên mất cái Đức Chúa Trời là ai. Bây giờ họ tới hỏi nó là Đức Chúa Trời là ai, mà ông nói rằng Đức Chúa Trời biểu dẫn tôi ra, tôi biết trả lời như thế nào. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục kiên nhẫn. Lần thứ ba ông từ chối, kêu gọi ông còn tiếp tục từ chối. Ông nói rằng là thôi Chúa ơi, họ không biết là con giải thích rồi, Chúa là đáng tự hiểu hoàn hiểu rồi. Nhưng mà họ không tin là Chúa là con là người được Chúa sai tới. Trong suốt cái giếp tôi ký đoạn 4 câu 1 nói rằng là Môi-se thưa rằng nhân dân đó chẳng tin và chẳng vâng lời tôi,
vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện cùng ngươi đâu. Như vậy thì lấy cái gì để tin ở đây quý vị? Đức Chúa Trời đã sử dụng chính cái quyền năng trên cây gậy của ông đó để cho mọi người tin rằng Đức Chúa Trời sai ông đến và ban quyền năng cho ông đến cái điều đó. Và thêm một cái lần từ chối lần thứ ba rồi thì tôi nghĩ rằng là thấy từ chối đó, cái một vụ Chúa giao mà. Nhưng mà lần thứ tư thì bây giờ ông lấy lại cái từ chối, ông vin vào cái khiếm khuyết của bản thân của mình. Ông nói rằng là trong câu 11, ông nói là trong câu 10, ông nói rằng là Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia hay từ lúc Chúa phán dạy cả tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi của tôi hay ngập ngừng. Tới bây giờ ông không đổ hết của những cái điều đó, ông đổ cho bản thân của ông: tôi không có đủ khả năng. Bây giờ ông Chúa kêu gọi con á, là một người đi truyền đạt sứ điệp của Chúa, mà con ăn nói ngập ngừng, con ăn nói lắp, con nói không được thì làm sao con nói được? Nhưng mà Chúa nói như ông như thế nào? Đức Giê-hô-va bằng phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Tất cả quyền năng đó, một người nói lắp, Chúa sẽ cho một cái khả năng để có thể truyền đạt được cái lời Chúa bằng những phương tiện khác, hoặc là phương tiện như thế nào đó là tùy theo ý Chúa. Chúa làm câm được, Chúa làm điếc được, thì Chúa làm cho người đó nói được. Cuối cùng đó, thì chúng ta thấy rằng là thái độ của ông Môi-se trong đoạn phán đoạn Kinh Thánh 4, trong đoạn Kinh Thánh 4 này đó, thì ông quyết liệt. Lần thứ 5 không còn lý do nào nữa, ông nói gần như nói lẫy. Ở trong đoạn 4 câu 13 đó, Môi-se thưa rằng: Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Hết lần này lần khác thì Chúa sai là ông đi. Tới giờ này thì ông nói rằng là: Hôm giờ Chúa sai ai đó, Chúa sai. Chúa nổi giận, Chúa nổi giận. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể biến một cái gậy thành rắn, rắn thành gậy, khiến mình phun hết đó, thì không có gì khó cho Ngài hết. Chỉ có một điều là tin của Ngài hay không. Và ở đây chúng ta thấy là một cái bài học cho chúng ta. Môi-se luôn luôn viện hết lý do này, lý do kia để từ chối cái mục vụ Chúa ban cho. Nhưng mà Chúa đã dự liệu tất cả mọi cái để Chúa ban cho Môi-se để thực hiện được chính cái nhiệm vụ Chúa giao. Chúa không bao giờ giao cho chúng ta một cái mục vụ, một cái nhiệm vụ mà quá sức hoặc chúng ta làm cũng được. Chúa có cách của Chúa. Với một điều kiện, chúng ta đặt hết đức tin của Đức vào Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ làm thành cái việc đó. Cái điều thứ hai và chúng ta sẽ học với nhau, đó là Chúa ban năng lực để thực thi mục vụ. Trong câu gốc chúng ta thấy đó, trong phần thứ nhì của câu gốc đó, ta sẽ ở cùng miệng ngươi. Chúa sẽ ban năng lực. Chúa nói: bây giờ ngươi hãy đi. Đi đâu? Sai ông đi đâu? Sai ông đi nói với triều đình Pharaoh, triều đình của Pharaoh. Nhưng mà rồi Chúa sẽ nói là: ta sẽ ở cùng miệng ngươi. Như vậy thì năng lực đó Chúa đã hứa sẵn trong ngay cái lời ban của Chúa rồi. Cho nên là khi mà từ khi trốn đi đó, trốn biệt đi vì khi giết người Ai Cập đó, thì như khi nãy chúng ta nói đó, Môi-se đã nằm ở trong một cái mặc cảm là mình một người yếu đuối, mình không có còn khả năng kinh ban tế thế gì. Trước đây mình tưởng rằng mình là một người trong hoàng thánh quốc thích, mình được học hành cái này, mình học hành cái kia, mình sẽ làm cái này cái nọ. Nhưng để cứu một người một trong dân tộc thôi, mình đã cứu không được. Thế nên mình không có cái khả năng gì hết. Đức Chúa Trời hiểu được cái tâm trạng đó. Cho nên Ngài sử dụng chính những gì ông có trong tay để rồi Chúa làm cho ông có được một cái sự tự tin. Và cái đức tin còn mạnh hơn ở Chúa nữa. Chúng ta biết rằng cây gậy đó là cái gì? Một người chăn chiên cây gậy là cái gì? Khi mà thấy một người cầm cái gậy đó, cái cây gậy đó là chỉ có một cái nè. Ông chỉ sở hữu có một cái gậy thôi. Chúa hỏi nè: Môi-se, con có cái gì? Con có cây gậy. Chứ không phải là con có một bầy chiên. Có một bầy chiên là khác. Cái này ông có một cây gậy có nghĩa là gì? Có nghĩa ông đi chăn chiên. Mà ông chăn chiên của ai? Đó là vấn đề. Cho nên ông chỉ có cây gậy. Ông không có gì hết. Hoàn toàn không có cái gì hết. Nhưng mà cái cây gậy đó là để ông làm cái nghề nghiệp của ông. Nhưng mà chính cây gậy đó để nâng đỡ ông suốt trong cái thời gian ở đó. Ông quỵ ngã ở trên sa mạc. Ông quỵ ngã trong rừng vắng thì cái gậy đó sẽ chống đỡ cho ông. Ông chỉ có một cái gậy thôi. Ngoài ra không còn cái gì giúp đỡ ông nữa. Ông không có một lực lượng, ông không có một tài sản, ông không có một cái gì hết. Và Chúa nói ông và ông trả lời Chúa rõ: tôi chỉ có một cái gậy.
Nhưng mà khi Chúa kêu gọi Môi-se đó, Chúa muốn cho Môi-se đó có đủ cái tự tin, có đủ cái khả năng để làm những cái việc phi thường. Khi mà Môi-se đi làm một công việc chăn nuôi đó, thì đối với người Ai Cập đó, người ta coi thường cái cả mà chăn chiên lắm. Trong Sáng Thế Ký đoạn 46 câu 34 có nói đó, dân Ai Cập có tánh gớm ghê hết thảy cả chăn chiên lắm. Thì Đức Chúa Trời như thế nào? Đưa ông từ tột đỉnh vinh quang ở triều đình đi xuống tới đáy vực sâu là một người, cái gì? Người chăn chiên. Không quý vị? Rồi một từ người chăn chiên đó, rồi từ tận cùng đó, ông đưa lên tột đỉnh vinh quang là một người lãnh đạo cả toàn bộ dân tộc Do Thái thoát khỏi vòng vũ tù, thoát khỏi vòng nô lệ ở đó. Chỉ với cái gì? Chỉ với một cây gậy thôi. Chỉ với một cây gậy thôi. Không có gì hết. Cho nên cái đó là cái bày tỏ được cái quyền năng của Đức Chúa Trời để cho Môi-se vững tin trong mục vụ của mình, để thực hiện chăm chăm, thực hiện đúng cái lời của Chúa bảo. Cho nên Đức Chúa Trời đồng hành cùng Môi-se. Cho nên khi mà trong cái phép lạ, trong đoạn 4 có nói chúng ta đó, là nói rằng là hãy ném cây gậy nó xuống đất đi, thì hóa ra một con rắn. Rồi Môi-se chạy trốn, Đức Giê-hô-va bằng phán rằng nắm cái đuôi nó thì trở thành cây gậy. Chúng ta biết rằng ở đây là có một quyền phép của Chúa để bày tỏ ra cho được, cho quần thần của Pha-ra-ôn thấy rằng đối với nền văn hóa Ai Cập đó, con rắn là biểu trưng cho quyền lực của Pha-ra-ôn. Con rắn là biểu trưng cho quyền lực. Cho nên chúng ta coi phim ảnh hoặc là coi những cái khảo cổ của Ai Cập đó, thì chúng ta đều thấy con rắn hết. Và họ rất là tôn sùng con rắn. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng là một cây gậy bỏ ra con rắn, rồi Chúa bảo Môi-se là nắm cái đuôi con rắn đó, tức là không sợ con rắn, nắm cái đuôi con rắn đó, thì con rắn trở thành là một cây gậy. Thì chúng ta thấy cái điều đó đều xảy ra như thế nào. Cái điều đó xảy ra một cái là cái thần linh đó không có, đối với Đức Chúa Trời không phải là cái vấn đề quan trọng, mà chính là Đức Chúa Trời mới làm nên cái điều đó. Chúa khuất phục lên ngay cái điều mà người ta cho là thần thánh đó. Bệnh phung trong cái thời gian đó đó, bệnh phung cũng vậy, là một cái bệnh mà người ta cho rằng là cái đó là tượng trưng cho cái tội lỗi. Nhưng mà chính Chúa có quyền ở trên cái bệnh phung đó, Chúa có quyền tất cả mọi cái đó. Cho nên khi biểu làm cho Môi-se tay cho bệnh phung, thò tay trở lại đó, thì tay hết bệnh phung, thì trở nên trắng ra trở lại. Thì như vậy những phép lạ đó để chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời đã được ban cho ông. Thưa quý vị, khi mà quyền năng đã được ban cho rồi đó, thì cái phép lạ đó là một cái phương tiện để truyền đạt cái sứ điệp của Chúa một cách hiệu quả đối với Pharaoh và triều đình. Cho nên tất cả những việc làm, hai cái việc mà dấu lạ mà Chúa ban cho, cái phép lạ mà Chúa ban cho Môi-se trong sứ điệp tôi ký đồ 4 đó, là cái thứ nhất biến cây gậy thành con rắn, rồi biến bệnh phung, bị bệnh phung, hết bệnh phung. Nhưng mà đây Chúa ban năng lực như nào? Chúa dự bị cho ông nữa. Chúa nói rằng nếu mà trong câu 9 có nói rằng vả lại nếu dân chẳng tin cả hai điều này và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập lên mặt đất. Nước mà ngươi lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Trong câu 9 chúng ta biết rằng là Chúa dự liệu từng cái một cho Môi-se, phải không quý vị? Hai phép lạ đó như vậy rồi mà Chúa cũng sợ rằng nếu hai phép lạ đó người ta không tin thì ta sẽ đưa nước lên, nước sông Ninh lên, mà nước sông Ninh lên đó, thì như thế nào? Trở thành như máu. Ở đây chúng ta thấy có một cái điều đó, là phép lạ của Chúa làm là diệu kỳ. Sông Ninh đối với người Ai Cập đó là một cái sông thuộc là sông linh thiêng, sông thần thánh của họ, giống như sông Hằng của người Ấn Độ. Người ta tắm cái dòng sông đó, người ta lấy cái dòng sông nó có thể gột được tội của họ. Cho nên khi mà Chúa ban cho Môi-se có quyền đem nước sông Ninh lên để làm đổ như máu, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời phá đổ cái sự thần thánh, cái niềm tin của người dân Ai Cập đó đi. Tất cả mọi cái đó đều là vật thọ tạo của Chúa, chứ không có cái gì hơn của Chúa hết. Để cho cái điều đó, để thấy rõ ràng được một điểm rằng
Môi-se hãy làm theo điều của ta, bởi vì chính ta là người có quyền đến tất cả tạo vật, kể cả sông Ninh, kể cả cái thần thánh nhất của họ. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho Môi-se năng quyền thực hiện cái phép lạ trên để ông biết chắc chắn rằng ông là người của Đức Chúa Trời và Chúa luôn luôn ở cùng ông. Ở đây thì chúng ta thấy có một điều, khi nãy ông mục sư Tông Quán Nhiệm làm chứng đó, ông làm xong công việc rồi, ông trở về, thì trên đường trở về ông không có mở mắt được, chỉ có nhắm mắt thôi. Và khi ông từ Nghệ An trở về đây, ông nói là ông mục sư Thự, 3 giờ sáng ngày hôm sau tôi sẽ đi. Thì tôi có nói với ông, tôi không biết năng lực ở đâu để ông đi. Tôi nghĩ trong bụng tôi năng lực ở đâu để ông đi. Tuổi của ông cao hơn tôi một số tuổi, mà tôi bây giờ tôi thấy là cũng khó rồi đó, nhưng mà ông vẫn đi. Khi nãy ông đưa hình ảnh thì tôi không ngờ rằng cái hình ảnh nó nhiều vậy. Ở đâu? Khi chúng ta tuân phục bằng đức tin của chúng ta, vâng phục lời của Chúa tin cậy, thì Chúa sẽ ban năng lực của chúng ta. Cho nên kết quả sáng hôm nay chúng ta làm chứng, chúng ta thấy những cái điều đó là một cái điều cảm tạ ơn Chúa. Và chúng ta bước qua phần thứ ba nữa trong con góc chúng ta đó, là sự tể trị của Chúa, tức là Chúa dạy những lời, dạy ngươi những lời phải nói. Dạy những lời phải nói có nghĩa là gì? Những lời đã nói là những lời chúng ta phải làm. Chúa sẽ dạy những điều để nói. Đây là sự tể trị của Chúa. Khi Chúa đã sai rồi, Chúa ở cùng rồi, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ tể trị mọi công việc, chứ không phải là do chúng ta. Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ đã được Đức Chúa Trời lập nhiều giáo ước, sử dụng họ làm một cái nguồn phước cho nhân loại. Điều đó chúng ta biết rất rõ trong những bài học của chúng ta. Cái việc mà họ chịu ách phu tù 400 năm ở tại Ai Cập á, đó cũng nằm trong cái chương trình hoạch định của Chúa hết. Chương trình cứu chuộc của Chúa nằm trong đó hết. Cho nên đến nay thì cái thời điểm họ phải trở về đất hứa. Ban đầu tuy rằng là Môi-se cứng lòng, nhưng mà rồi Môi-se vẫn phân phục đi. Chúa thấy gì? Chúa dự liệu một cái điều như thế nào quý vị? Chúa nói như thế này nè: bây giờ ngươi hãy trở về giúp tôi đi, vì mấy người mà tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Khi trở về giúp tôi, hãy cẩn thận các dấu lạ mà ta đã giao cho ngươi đó, làm trước mặt Pha-rô. Chúa dự liệu hết rồi, những người mà tìm giết á, thì bây giờ chết hết rồi, không còn ai tìm ông nữa. Nhưng mà rồi Chúa ban cho một số phép lạ, tức là những cái công cụ mà của ông đó, Chúa ban cho, cái năng lực của ông Chúa ban cho để về đó. Thì tất cả mọi vật thọ tạo, con cái Đức Chúa Trời, riêng dân Israel đó, là Chúa đặc biệt, có một tình cảm đặc biệt, bởi vì sau này chính Đấng Cứu Thế sẽ ra đời từ đó. Cho nên chính vì như vậy, cho nên Kinh Thánh có nhiều lần xác định rằng dân Israel là con trưởng nam của Đức Chúa Trời. Như trong suốt đoạn 4 có nói đó: Israel là con ta, tức trưởng nam của ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng hãy để cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối mà không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một điểm rằng Chúa đã tể trị tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện đều nằm hết trong sự sắp đặt của Chúa, không có gì ra ngoài kế hoạch của Chúa, đúng không quý vị? Không có gì đã nằm ngoài kế hoạch của Chúa. Khi kêu gọi Môi-se, không phải là Đức Chúa Trời không biết ông có tật nói lắp. Chúa Trời biết chứ. Chúa Trời biết tôi có bệnh gì, Đức Chúa Trời biết tôi có tật gì, Đức Chúa Trời biết tôi có những khuyết điểm gì, có những ưu điểm gì. Chúa sử dụng tùy mỗi người vào trong mỗi cái ân tứ đó thì Chúa biết. Thì khi mà Chúa biết như vậy đó, thì Môi-se tưởng rằng mình nói cái điều ra đó thì chắc Chúa nói à thôi như vậy thì ngươi như thế này kia. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Chúa nói để thấy cái dữ liệu của này. Chúa nói là: có phải A-rôn người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đứng đi đến đón ngươi kìa, khi thấy ngươi chắc là sẽ vui mừng trong lòng. Chúa đã dự liệu có một người để làm phát ngôn nhân cho Môi-se, đúng không quý vị? Mà người này là ai? Người này là anh ruột. Mà người là anh ruột thì thường thường như thế nào? Họ gọi là có một sự tương thông ý nghĩ với nhau. Ông này nói lắp, mà nói lắp từ nhỏ tới lớn rồi, thì những cái điều diễn đạt của Môi-se chắc chắn A-rôn sẽ nhanh chóng hiểu hơn những người khác. Nhưng mà quan trọng hơn những cái điều đó, Chúa nói tiếp ở trong câu 15, trong đoạn 4 câu 15, Chúa nói như thế nào:
Nhưng mà khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và nguyện anh ngươi dạy cho các ngươi những điều phải nói. Những điều phải nói. Chẳng những A-rôn nói thay, nhưng mà Môi-se cũng nói nữa. Chúa biểu điều gì phải nói trong đó, trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 4 câu 15. Sự tể trị của Chúa thật là diệu kỳ, quý vị. Cho nên A-rôn đã trở thành một phát ngôn viên chính thức cho Môi-se của em mình trong suốt 40 năm. Trong lịch sử chúng ta đọc ấy, thì chúng ta thấy là ông có một số va vấp, nhưng mà ông trung tín hầu việc Chúa đến cùng. Và cuối cùng ấy, thì chúng ta thấy rằng dòng họ ông trở thành một dòng họ tế lễ cho dân tộc của Israel. Cho nên qua lời kêu gọi và Chúa trao một vụ này cho Môi-se, rút cho chúng ta một bài học. Ban đầu chúng ta từ chối tất cả mọi việc đó, chúng ta viên đủ mọi thứ. Chúa ơi, con còn nhỏ quá. Chúa ơi, con không có đủ năng lực đâu. Nhiều người họ giỏi hơn con, nhiều những người họ có điều kiện hơn con. Nhưng mà nếu chúng ta tuân phục, giống như cái bài hợp ca chúng ta này, tin cậy và vâng lời, thì Chúa sẽ giao cho chúng ta một vụ quan trọng cho nhà Chúa, nhưng đồng thời ban năng lực của chúng ta. Cho nên qua cái bài học này đó, thì trong hai cái câu cuối của đoạn 4 đó, thì chúng ta thấy là một là câu 30-31 đó, thì chúng ta thấy là khi Đức Chúa Trời kêu gọi là người giải phóng dân tộc đó, thì Môi-se ban đầu nói như thế nào? Môi-se nói một câu nè: nhưng dân đó sẽ chẳng tin tôi và chẳng vâng lời tôi đâu. Nói với Chúa thẳng đó, họ không tin tôi và cũng không vâng lời tôi. Nhưng mà khi chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện trên Môi-se, họ đã tin và họ biết là tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn còn với họ. Cho nên câu 30 và câu 31 của đoạn 4, tôi xin đọc cái câu này để cho chúng ta thấy rõ. A-rôn bằng thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bằng cúi đầu và thờ lại. Chúng ta thấy là một cái kết quả trong cái đoạn 4, kết quả rõ ràng. Từ bắt đầu từ chối, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cúi đầu và thờ lại qua cái quyền năng của Chúa, nhưng mà được thể hiện qua Môi-se. Xin Chúa dùng bài học sáng hôm nay giúp đỡ chúng ta, để mỗi khi chúng ta bị ngại ngần trong bất cứ vì một lý do gì về công việc của Chúa giao, thì chính bài học này sẽ thúc đẩy chúng ta, ban cho chúng ta một cái sự sốt sáng để chúng ta làm việc. Chúng ta luôn luôn chúng ta biết chắc chắn rằng sau lưng của chúng ta, Chúa sẽ sử dụng người này, Chúa sử dụng người kia để giúp cho chúng ta, hoặc là chính Chúa sẽ ban cái năng lực cho chúng ta để chúng ta làm công việc khác. Kính mời quý hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta cùng nguyện. Tôi xin cầu nguyện. Cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, là Chúa. Bài học sáng hôm nay xin Chúa ghi vào lòng của chúng con, để chúng con ghi nhớ lời Chúa dạy, để mỗi khi có những công việc nào mà chúng con mệt mỏi, chúng con chán nản, chúng con nhắc nhớm, chúng con không nhận công việc mà Chúa giao, thì chính bài học này thúc đẩy chúng con để chúng con sẵn sàng, chúng con tiếp nhận. Bởi vì chúng con biết chắc chắn rằng khi Chúa giao công việc cho chúng con, thì chúng con sẽ được Chúa ban năng lực và Chúa ở cùng, cũng như Chúa sắp đặt vào công việc chúng con, để hầu chúng con trở thành một công cụ tốt trong tay của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.